Trời ơi mọi người ơi, đã lâu lắm rồi. Dạ không, em quay quay á. À, đã lâu lắm rồi á thì Hồng Phượng cùng với Bình Tinh là những thành con này hổn. Chị Bình Tinh thằng ngoài. Chuyện với khán giả thôi. Dạ không, chứ nói với em là em muốn trong nhà phải tôn ti trật tự, tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Thấy ghê không? Đó, nói chuyện vậy đó, nói chuyện vậy đó, có chịu nổi không? Ừ, đương nhiên là chị Bình Tinh rồi. Đó, ngày hôm nay thì Hồng Phượng cùng với lại chị Bình Tinh lại được hội ngộ với nhau. Nghệ sĩ Bình Tinh sau nhiều năm dài xa cách, bóp cổ rồi bây giờ. Sau nhiều năm dài xa cách, bữa nay mới lại hội ngộ với nhau. Mọi người thấy cái hình ảnh này có thân thương không? Có thân thuộc không? Đây là cái hình ảnh mà sau nối nuôi mùa đầu tiên mà chúng ta đã từng thấy hai chị em. Trời ơi, nhanh quá chị Tinh ơi. 2016 đến nay 2021 là đã là 5 năm rồi. 5 năm rồi đó quý vị. Và ngày hôm nay thì cái cảm xúc đó vẫn y nguyên hả chị hả? Vẫn y nguyên luôn. Nhìn thấy các bạn là giống như thấy lại mình hả Phượng ha? Thật sự ngày đó thì thật sự là rất, mỗi lần mà nói tới game show sao nó ngôi là mình rất là nhiệt huyết, rất là em có nói gì xích lên cho người ta làm tóc đi. Ôi vậy hả? Đúng rồi đó. Yêu chị ghê á. Yêu chị ghê á. À, ý là em nói chị á hả? Thiệt tình á, là ngày hôm nay là Hồng Phượng đang ở trong hậu trường của chương trình Sao Nối Ngôi nha quý vị. Và lần này đã là mùa năm rồi, là đã năm đời rồi đó quý vị. Hồng Phượng với lại Bình Tinh là những người già nua ở trong này. Mình là đầu tiên đó. Đời thứ nhất đã bị thất truyền. Thất truyền hả chị? Thất truyền. Nhưng mà ngày hôm nay lại lần nào nói chung là Sao Nối Ngôi thì mình cũng được tham gia. Mình cũng có sự có mặt của chị em mình như vậy là vui rồi. Chỉ chờ Ruby với Bella lớn thôi đó, thì Sao Nối Ngôi mình kể em biết. Chị tính tới đường đó luôn hả? Có luôn nha Phượng nha, cái chị... gì cũng có thể xảy ra hết nha. Chị tính tới cái đường mà Ruby với Bella là thi Sao Nối Ngôi luôn hả? Đó hết. Lúc đó chị em mình mệt nữa. Cực à? Cực. Lúc mà mình thi á, mình cực cái thân mình không nói, mà mình lo cho con mình cực dữ hơn. Anh hai bà già đa. Đa hả? Anh hai bà già đa. Đa hả? Hả? Gì vậy? Ai nói gì tôi vậy? Đó, bây giờ là coi như là mọi người đang thi. Đó, Hồng Phượng với lại Bình Tinh là ngày hôm nay quay trở lại chương trình Sao Nối Ngôi để mà hỗ trợ cho tất cả các thí sinh, cho mấy bạn thí sinh tham gia vào chương trình mùa năm lần này. Đó, và những bối cảnh cũ, những con người cũ. Đó, đây nghệ sĩ Hoàng Hải. Đó, kinh quá. Vâng, đang coi ta thi áp lực quá chị Vân. Đó, mấy bạn đang áp lực lắm. Mà đâu phải em áp lực đâu, áp lực không đâu. Ủa chị phụ diễn chị cũng áp lực mà em. Hai em không có gì áp lực hết á, chị không thi. Bình thường mấy. Ủa chị ơi, chị với em thi là chị lại lấy quán quân nữa. Chị quán quân, chị quán quân nữa. Thanh là cái gì? Vui quá à. Nè, phụ cho mọi người xem toàn cảnh nha. Đây. Mắt cúp thần thánh Lê Chế Vinh. Lê Chế Vinh. Không phải, tại vì kêu Chế Vinh chứ bị quen á. Em xin lỗi. Xin lỗi Lê. Lê Thế Vinh. Đó. Vui quá. Lát hồi chị mới lên. Còn cảnh nghệ sĩ Bình Tinh sau khi mất cúp nha. Ý nó nói trước khi mất cúp em giống quỷ lắm đó cả nhà. Giống quỷ. Không hề nói giống quỷ luôn á. Tự nói xong rồi tự gán ghép cho tôi nói là sao kỳ vậy. Ý nó vậy. Nè, nghệ sĩ cải lương nè, nè nhuộm tóc màu nè, đó, màu vậy nè. Hôm bữa còn màu xanh đọt chuối nữa. Giống như bà tiên két vậy á. Sơn mình lên đọt chuối mà tại vì nó bị ra màu trở thành màu xanh đọt chuối. Lúc mà em còn đủ màu thì nó màu xanh này mà thì nó ra hết màu cái thành màu xanh đọt chuối rồi. Thiệt hả? Không có đâu, em thấy lúc mà chị làm là nó đã ra màu xanh rồi. Nó màu xanh giống như màu áo em vậy nè. Em gọi nhiều lắm. Là công nhận em, phải công nhận là tóc chị Tinh rất 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 là khỏe luôn, tóc rất là nhiều, rất là khỏe. Có nghĩa là chị Tinh ăn bao nhiêu là dồn vô mái tóc hết, cho nên là chị Tinh không có mặt nổi. Vậy là thích đúng không mọi người? Ăn bao nhiêu dồn vô tóc hết, mình không cần phải giảm cân. Ông Phượng ăn bao nhiêu nó cũng vô cơ thể, cho Phượng giảm cân muốn chết luôn vậy đó. Giảm cân cứ tới Bella Shop nha cả nhà. Em cho chị 5 phút quảng cáo. Anh làm vậy. Bella Shop. Bella Shop bán hết tất cả các mọi cái trên cuộc đời này, quý vị muốn mua cái gì thì cứ đến với Bình Tinh dễ sợ nha, cái gì cũng có hết trơn á nha, cái gì cũng có. Trái tim đó, đó kìa, đặt sau lưng kìa. Trời ơi đơ luôn á, mua trái tim cũng đơ luôn nha. Chị có bán trái tim vậy? Trái tim để mà chị mua bán đi ngoài để biết mình lấy về. Chị đi quay mà tại sao chị không đem đồ?
nói chung là bị sự cố nghệ thuật á. Đừng có sự cố nghệ thuật, nếu như ngày hôm nay không có em thì ở đâu ra đồ cho chị mặc? À, ý em nói là chị mượn đồ em đúng không? Đúng rồi đó. Thì dĩ nhiên là đúng thôi. Ừ. Ok, vậy em muốn sao? Đâu có muốn làm sao đâu. Bây giờ chị mượn đồ của em, chị phải nói chuyện đàng hoàng với em mượn chứ. Mượn đồ của em thôi mà, em đâu phải má chị đâu, mẹ hành sách chị này nọ. Ờ, thấy chưa? Bây giờ em không thích thì chị cởi ra, chị mượn đồ Tô Thiên Kiều chị mặc. Lấy áo bà ba tao ra cho nó mặc đi. Ở, ở đây không cho mặc áo bà ba, tại vì quay talk show là phải mặc áo đầm. Em đó. Đâu vậy đâu, em tưởng em cho chị mượn đồ để em má thiên hạ hả, mẹ thiên nhiên hả, đâu có điều đó hả Phượng. Đó, thấy chưa, chị thấy không, đó đâu có phải đâu. Người chị ta không nhìn... có phải là make up mà buông gánh bắt bưng nha. Mà mọi người cứ nghĩ là bình Hồng Phượng ăn hiếp bình tĩnh, thực sự ra là bình tĩnh ăn hiếp Hồng Phượng đó. Mọi người thấy không? Giấy cho em đôi bông nhỏ nhỏ nè. Buồn quá. Thế hệ trước đó nó làm buồn, nó làm cho chị Kiều buồn. Sắp lấy với Tùng cho nên mặc Kiều có buồn. Đây, đây là soạn giả Tô Thiên Kiều, là bà Ba Bèo. Ôi quá đáng lắm, cái cổ chị không có được đâu trời ơi, nhìn là thấy rồi. Soạn giả Tô Thiên Kiều, người mà đã từng viết cho Hồng Phượng rất là nhiều tác phẩm, mà trong đó có một tác phẩm mà Hồng Phượng rất thích thi trong chương trình Sao Nó Ngôi tập 3, đó là tập Sự Tích Trầu Cao, mọi người có nhớ không? Nếu như mọi người nào mà theo dõi Hồng Phượng từ Sao Nó Ngôi 11, mọi người sẽ nhớ Sự Tích Trầu Cao. Đây, cái bà này, bà là người đã viết tuồng cho Hồng Phượng đó. Cái gì? Tự nhiên bây giờ mày trông có lại ký ức của gì Phượng? Ủa, em là người hoài cổ mà chị. Đó, Sự Tích Trầu Cao, tới giờ người ta vẫn nhắc nha chị Kiều. Ồ. Mặc dù bây giờ người ta không ăn trầu nữa, người ta vẫn nhắc Sự Tích Trầu Cao. Ta không ăn trầu nữa. À, ít có ai ăn trầu nữa mà ta vẫn nhắc Sự Tích Trầu Cao. Mà em nhớ hoài luôn cái ngày hôm đó, là coi như là chỉ có buổi trưa cho đến buổi tối là ta có kịch bản đó cho em đó. Nhớ không chị Kiều? Là bây giờ lẽ ra Hồng Phượng mới nên tái diễn rất là nhiều lần về cái Sự Tích Trầu Cao. Không ai mời luôn. Rồi sau khi mà Hồng Phượng làm cái Sự Tích Trầu Cao mà mọi người đã chấp nhận yêu thương rồi, thì sau nhà Hồng Phượng sẽ mở ra một cái đại lý bán trầu cao. Phải hát lên nhiều như vậy đó. Phải hát lên nhiều. Lúc đó thì tác giả sẽ được có cái tiền quảng cáo. Quảng cáo. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ người ta đâu có ăn trầu cao nhiều nữa đâu. Mở cái tiệm nó coi như là phá sản đó. Ăn chứ. Bây giờ không có nhiều. Ít thôi, nhưng mà ở dưới quê vẫn còn. Nhưng mà nếu như mà thì chị nói dưới quê đúng không? Mà bây giờ em mở trên Sài Gòn là coi như xong. Ở trên Sài Gòn thì em phải làm cái tim lá trầu cánh phượng cho đẹp như cô Tắm vậy đó, để mà nhìn bán cho người ta cúng, với lại là đám cưới. Đám cưới bắt buộc là dứt khoát là bây giờ đám cưới là phải có buồng cao 200 trái. 200 trái? À, dữ vậy hả? Một buồng phải 200 trái. Hai buồng là 400 trái. Bởi vì sao? Bởi vì hai buồng, một buồng cao 200 trái. Một buồng cao trong đời chứ, làm hai buồng. Ôi vậy hả? Một buồng cao 200 trái thì nó mới tượng trưng cho các cặp hôn nhân đó ăn đời vợ kiếp với nhau 200 năm. Wow. 200 năm chắc thành tinh luôn á chị Kiều. Thiệt á, con nhỏ này người ta đám cưới mà nó nói tin này tin nọ. Rồi đó là 200 năm, có nghĩa là già rồi chết, chết rồi đầu thai trở lại vẫn đi kiếm nhau, báo đời nhau. À, một kiếp nữa đó là hai ba đời kiếp như vậy. Em cảm thấy quá mệt mỏi luôn á Kiều. Từ cái Sự Tích Trầu Cao mà chị nói qua thiệt á, chị viết văn trong Sự Tích Trầu Cao rất là hay luôn, rất là ấn tượng luôn. Mà bây giờ chị quảng cáo em mệt quá. Chào mọi người.